Phở chín gầu ở Tây, gầu giòn có giống Việt Nam không các bạn? Bánh cuốn Hải Dương nữa này. Đây là chợ Sapa của người Việt ở Cái Séc. cổng này Sapa Mình vừa đi qua một cổng và trên này còn một cổng vào nữa. rồi, hết tiền. Ô tô buýt đỗ ở bến Sitlitche Pitsnice. Hôm nay nhà mình có khách và nhân tiện mình dẫn khách vào chợ Sapa tham quan thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem chợ Sapa của năm 2023 xem như thế nào. Mình đã có quay một video về chợ Sapa năm ngoái rồi, các bạn có thể xem lại. Mỗi năm thì nó lại khác một chút. Ngay cửa vào là quán Đông Đô này. Phần lớn người Việt tổ chức đám cưới là thường thuê quán này. Quán nấu ăn cũng ngon và rộng rãi, sức chứa có thể gần đến 1.000 người, cho nên là nhiều sự kiện đông người cũng tổ chức ở đây. Các khu nhà thiết kế tùy hứng, giao thông thì tùy tiện và cũng rất ẩu. Nhưng chính vì vậy nó cũng làm nên một bản sắc riêng và thu hút rất nhiều khách Tây đến đây như một tour du lịch đến làng Việt Nam và trải nghiệm ẩm thực của Việt Nam. Họ cũng biết là các món ăn ở đây là món Việt thuần túy chứ không bị lai giống như là ở ngoài phố. Hôm nay ngày thường nên chợ vắng như chùa Bà Đanh. Thời điểm hoàng kim nhất là vào những năm 90, Praha tồn tại 3 cái chợ đồ hàng mà vẫn đông nghìn nghịt. Thời đó mọi người chủ yếu bán đồ vải, nay thì các hãng thời trang bình dân vào nhiều như là Zara, Mango, HM, nhiều mẫu mã đẹp mà cũng không đắt. Thế là mọi người chuyển sang bán đồ ăn gọi là bán pot hay là làm quán ăn, hoặc là làm neo. Nhiều chủ đồ hàng vải ở đây thì bây giờ cũng chuyển ngạch ra ngoài làm nghề khác. Không còn nhiều người bán quần áo nữa nên chợ cũng vắng bớt. Những người bán đồ ăn mà gọi là pot ấy, thì chủ hàng chở đến tận nơi, không cần phải đến chợ. Nên là chợ vắng nhiều so với ngày xưa. Cây bí này, cây chua này. Cây chả này. Cây chua nhiều quả chưa? Cây húng này. Nhiều quả đấy. Đây là một cửa hàng bán cây, cũng là một ngành nghề mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Khi mà nhiều người Việt Nam đã đủ tiền mua được nhà vườn thì nhu cầu mua các loại cây Việt Nam càng nhiều. Tuy vậy mùa hè ở đây rất ngắn ngủi, tầm này thì là gần như kết thúc mùa trồng trọt rồi. Muốn trồng gì thì lại phải chờ đến tháng 4 sang năm, khi mà trời ấm ấm bắt đầu vào mùa xuân thì mới trồng được. Ở Séc thì có khoảng gần 600.000 người nước ngoài, thì người Việt Nam chiếm khoảng 70.000. Thế mà có mỗi người Việt Nam là có chợ to như thế này. Cộng đồng người Việt mình ở đâu đông đông một tí là đều có chợ. Ở Nga, ở Đức, ở Hung, ở Ba Lan hay là ở Mỹ cũng đều có chợ Việt Nam. Nhưng mà chợ Sapa ở Séc là cũng được tiếng là nấu ăn rất là ngon đấy các bạn ạ. Nhiều người ở các nước sang đây du lịch lại cứ thích ở gần chợ Sapa để hàng ngày vào ăn món Việt Nam. Ăn uống ở đây thì tiện nhưng mà đi chơi lại không tiện, đây ra trung tâm thì mất nửa tiếng. Có trạm xe buýt nhưng mà không nhiều chuyến lắm mà phải đổi sang đi tàu điện ngầm nữa. Nhưng mà nhà nước đang xây dựng một tuyến tàu điện ngầm thẳng đến đây. Khi nào hoàn thành thì Sapa sẽ là một điểm du lịch rất hấp dẫn, không chỉ riêng đối với người Việt Nam. Vận chuyển hàng không này, rồi trung tâm thể thao và văn hóa này, Fortuna này, đánh cược bóng đá, bán máy nước căng gen nữa này. Có đủ các dịch vụ khác như là tư vấn tính thuế. Những dịch vụ gì người Việt Nam cần thì ở đây có hết, có cầu là có cung. Đây cũng có trường mầm non và chùa nữa. Bánh mì kiểu Việt Nam thì cũng đã có. Chỗ này các bạn có thấy giống chợ Đồng Xuân của Việt Nam không? Quần áo cũng là từ Việt Nam mang sang đấy, với lại còn của tàu, của thổ, của Ba Lan, còn của Ý nữa. Thank you.
Chợ rất là rộng rãi nhưng mà cũng rất là lan man. Nếu mình mà là chủ chợ thì mình sẽ quy hoạch và thiết kế khu nào vào khu đó, và kẻ đường, phố, số nhà, địa chỉ các thứ đàng hoàng. Đây có một cái chùa Vĩnh Nghiêm là của chợ xây. Bác này trồng được rau, bác ấy mang đến đây bán. Mình định đến cái quán phở quen này để ăn, thế nhưng mà hôm nay họ nghỉ. Trước giờ mình ăn phở chỉ toàn ăn quen quán này, bây giờ nghỉ thành ra là không biết chọn quán nào nữa. Mình đề xuất là ăn bún ốc, nào bây giờ chúng ta sẽ đi tìm quán bún ốc. Ở đây thì tìm các quán nấu chuyên một món gì đó hoặc là vài ba món thôi thì hay hơn là quán nấu nhiều món quá. Hôm nay mình bị đen các bạn ạ, đi tìm phở với bánh cuốn và bún ốc, mấy cái hàng quen của mình hay ăn thì họ đều đóng cửa hết. Thôi bây giờ ăn bánh cuốn Hải Dương. Sau một hồi ngâm gạo và giết lợn thì cũng có được đĩa bánh cuốn Hải Dương rất là ngon. Bánh giò, bánh bao, chè bưởi. Quán cắt tóc Y Hiền, lúc xưa mình cũng hay vào đây cắt tóc nhưng mà bây giờ cắt ngoài phố luôn. Ngon, nó đóng cửa. Nước mía rất là nhiều mía. Xấu. Xấu vì bánh giò, nước mía rất là nhiều mía. Đi một hồi mỏi chân thì nhà mình quyết định dừng ở quán phở Hà Nội này, quán này quán mới để ăn xem thế nào.
Phở bát đá đặc biệt thì có giá cao nhất là 350, còn lại thì là các giá là 180, 160, 170, 140, 150. Dưới chân có một cái xô đựng rác rất là giống Việt Nam. Sau khi chờ độ nửa tiếng, hai bác cái đi ninh thịt gầu với lại xương bò thì bây giờ bọn mình đã có bát chín gầu. Sợi phở thì nó không được ngon như là cái sợi phở Oreshi của nhà mình vẫn nấu ở nhà. Nhưng mà thịt bò gầu thì ngon. Nhìn mỡ mỡ thế nhưng mà ăn không bị ngấy và cũng rất là giòn. Kia cũng là một cái quán ăn, thế nhưng mà mình nhìn xa xa thì mình tưởng như là trang trí cho trẻ con chơi rằm trung thu. Cũng có các gốc cây và dựng xe máy vỉa hè đỗ ô tô như là ở Việt Nam. Chúng ta sẽ vào tham quan một cửa hàng bán đồ ăn châu Á. Đang mùa hè cho nên là tất cả các loại rau này là đều do người Việt Nam ở bên này trồng. Bên này không trồng được mít nhưng mà nhập mít của Mexico cũng ngon. Có đậu bắp này, trứng vịt lộn, trứng gà lộn. Và xa xa kia là hotel 4 sao của chợ. Mình dừng video ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.